Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Inox Gaming nha. Xin thì chào mừng các bạn đã quay với chuyên mục Dragon Dica tâm sự về tin tức nhé. Nhưng mà không chỉ là tâm sự về tin tức đâu mà còn là những cái chuyện drama nữa các bạn ạ. Đó. Nếu như mà các bạn có không biết các bạn có biết diễn viên Đỗ Khánh Vân không? Biết phải không? Đó. Thì từ khi mà chị ấy tham gia một cái game show là Sa Nhập Ngũ đó các bạn ạ. À. Đó. Thì vì cái tính tiểu thư và tiểu thư và bánh bèo đó cho nên nhiều người cũng không có thích cho lắm. Rồi từ từ rồi dần dần là bị tạo ra một cái trang không phải là cái trang mà là cái nhóm gọi là anti fan Đỗ Khánh Vân đó các bạn ạ. À. Đó. Thì mình sẽ cũng sẽ để cái đường link này ở dưới phần bình luận và phía dưới phần mô tả để cho các bạn có thể vào hóng nha. Thì như cái anh MC nào đó trên VTV á thì nói là một số ít á thì vào trong để anti một người nào đó, nhưng mà một số đông á thì lại vào trong để hóng chuyện đó. Và mình là một trong số đông đó vào để hóng chuyện mà thôi, chẳng có anti gì hết á. Đó. Thì đây, như các bạn đã thấy mấy cái hình ở đây. Đây là một số hình mình chụp lại rồi sau đó mình cho các bạn thấy mấy cái bài viết của mấy người anti hay làm nè các bạn ạ. À. Cái nào cũng miệt thị hết đó các bạn. Đó, các bạn cũng thấy mà phải không? Một số hình này cho thấy rằng là rất là cũng có rất là nhiều người anti, và mình ở đây thấy đây là một cái nhóm có nhiều anti nhất trên nhóm Facebook luôn đó các bạn ạ. À. Đó chứ mấy hồi anti Trấn Thành nè, rồi anti Nguyễn Hương Giang nè, đó tùm lum tá lả, thấy ít lắm, mình thấy ít hơn cả cái nhóm anti Đỗ Khánh Vân nữa đó. Thì đó các bạn ạ. À. Nó thì trong khi Đỗ Khánh Vân là một nhóm có rất là nhiều người anti đó, và người sáng lập ra cái nhóm đó không ai khác cho nó chính là chị họ hoặc là em họ của Đỗ Khánh Vân đó, bên nội đó các bạn ạ. À. Mình cũng không biết là em họ hay chị họ nữa, nhưng mà mình nghĩ là chị họ đó. Các bạn có thể thấy. Thì theo như mình thấy á, thì nhóm này á, là một cái nhóm nhóm chuyên gia hay đi soi mói mà các bạn ạ. À. Các bạn không biết là luật của bên Việt Nam á, là nếu như mà mình đăng hình lên mạng xã hội, mình bêu rếu người khác, soi mói người khác đó, mà không đúng sự thật á, là các bạn sẽ biết là sẽ bị là mức án hình phạt là thế nào rồi phải không các bạn? Có thể nhẹ nhất á, là chỉ vào tù 6 tháng thôi. Còn nặng nhất á, sẽ xếp vào tù 2 năm nữa các bạn ạ. À. Đó. Cho nên chuyện này là không có đùa đâu. Đó. Bản thân mình thì không có thích anti, cũng không có đi soi mói người khác, là vì mình cũng không có quyền gì mà để phán xét người ta cả. Mình không biết gì nhiều về người ta thì mình cũng không có nên phán xét. Đó. Bản thân của các bạn cũng vậy. Đó. Bản thân các bạn là fan của mình, nếu như các bạn không thích thì các bạn cứ hủy đăng ký. Còn nếu như các bạn thích thì cứ like cho mình, đăng ký cho mình rồi bình luận cho mình mấy cái nội dung nào tích cực chút xíu đó. Còn nếu như các bạn là bình luận nào tiêu cực á thì mình cũng để giữ đó để làm kỷ niệm, cũng không có gì đặc sắc cả. Nhưng mà mình cũng sẽ ghi nhận những bình luận tiêu cực đó để mình làm tốt hơn cho ông tương lai nha các bạn nhá. Thì quay trở lại với Đỗ Khánh Vân, tất cả chúng ta và ngay cả mình cũng vậy, cũng không có hiểu gì rõ về Đỗ Khánh Vân cả. Thế mà tại sao trong cái group anti fan Đỗ Khánh Vân này có rất là nhiều người miệt thị chị ấy rất là nhiều.
Đó. Chỉ vì cái tính bánh bèo gì đó mà nhiều người anti vậy á, là thấy là cái mình thấy á, đây là cái lý do hết sức là vô lý nhá. Nhưng mà cái người tạo ra cái nhóm đó đó, cái lý do mà cục xúc nhất á, đó chính là gì các bạn biết không? Là vì chuyện gia đình đó, chuyện chia cắt tài sản đó, chuyện là vậy đó. Nghe nói là em trai là anh trai của bố của Đỗ Khánh Vân á, thì muốn là chiếm lấy hết tài sản đó, chiếm lấy hết tài sản của ông bà nội đó. Chuyện đó thì mình phải, cái chuyện mà chia cắt tài sản á là phải chiếu theo cái gì mà gì ta, di chúc của ông bà nội phải không các bạn? Đó thì đương nhiên phải phải dựa theo cái di chúc đó và phải nhờ luật sư tới giải quyết về cái chuyện đó. Thế mà tại sao cái hai bên gia đình là lại đấu đá với nhau, rồi đến nỗi cái người chị họ hoặc là em họ của Đỗ Khánh Vân á lại tạo ra một cái anti fan group đó, anti fan group nhằm để miệt thị Đỗ Khánh Vân đó. Các bạn có thấy vô lý không các bạn à? Vô lý không? Đó. Mình thấy hết sức vô lý luôn. Đó, nếu như các bạn thấy một cái bài đăng mới nhất của để tí để mình coi. À, đây 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 đây. Các bạn thấy không? Đó. Cái bài đăng mới nhất của một người tài khoản tên là Đỗ Hạ Lý. Hay là hai mọi người, hôm nay mình được mời lên công an để lấy lời khai. Ok, mình lên 1 triệu, 1 mét nữa 1 triệu gì đó. Gặp chú công an mới đầu chú bình thường, lấy lời khai hỏi vì sao mình lập group. Đó, mình cũng trình bày lý do và tất cả mọi chuyện. Và chú công an đó có đưa vấn đề về hồi lúc mình đăng tải hình ảnh Đỗ Khánh Vân bị méo mó lên mạng. Thì mình thấy cái đó không đúng với luật an ninh mạng, mình đã gỡ xuống. Ok. Đấy, xong hỏi, ghi lời khai, rồi cho mình viết tường trình. Trong khi mình viết tường trình, chú công an ngồi lấy điện thoại mình, xem tới xem lui, sau có hỏi pass, nhưng mình không nói. Chú đó lấy tờ biên bản tạm giữ tang vật gì đấy, tự ghi tất cả, mọi thứ xong, tự giữ điện thoại của mình. Mình không đồng ý. Chú đó nói, không cần em ký, chỉ cần anh kêu người khác đến làm chứng là xong. Mình ngồi mình cũng có nói nhưng không được vì mình không rõ luật. Chú công an lại gắt lên và nói thì làm biên bản không cần em phải ký. Chú công an gọi một chị bán nước vào ký làm chứng và niêm phong điện thoại của mình. Mình không biết luật, ai biết thì cho mình hỏi, trình tự chú công an làm đã đúng luật với chưa ạ? Còn nói mình nếu kiện ra sẽ bị phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm. Miss điện thoại. Đó các bạn thấy không? Cái đó là một pha chơi ngu á. Đó. Công an á, cái gì thì có một cái bình luận mình thấy ở đâu á. À đây 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 các bạn ạ. Theo luật á thì công an không có quyền thu giữ tài sản trừ trường hợp cần chứng cứ hoặc tài sản phục vụ đó phục vụ cho việc điều tra. Theo mình biết thì điều tra các loại hình sự thì công an mới thu giữ tài sản cá nhân. Trước khi thu nhận tài sản, công an buộc bạn phải làm biên bản, cứng là bạn không nên ký bất kỳ loại giấy tờ gì nếu thật sự không rõ. Bạn ký xem như thua, khi nhân thành bạn nên nhờ luật sư bảo vệ mình. Đó. Thì không biết nữa, đây lại mình thấy đây là một pha chơi ngu đó các bạn ạ. Trời ơi, làm anti làm cái gì đó, anti làm gì để rồi bị công an mời lên nó, rồi trong khi đó là công an á, các bạn biết gì không, công an ở bên Việt Nam á là vì tiền mà là có thể làm ngược lại luật pháp của nhà nước đó, cũng có thể là do người ta được mua chuộc bởi gia đình của Đỗ Khánh Vân rồi, cho nên mới có cớ sự làm như vậy đó.
Nếu như mà ngay từ đầu á không có lập ra một cái group anti này đó thì chị sẽ không có đi sai như vậy nhá. Thì á, với lại mấy cái chuyện bóc phốt lên mạng thì mình cũng không có thích cho lắm đó, trừ khi là người đó có ảnh hưởng gì tới tới cá nhân của mình không đó. Mà vỏ lại mình cũng phải chụp hình bằng chứng cho nó rõ ràng, chứ ở ở trên mạng á, ở trên mạng trên cái nhóm á, nhóm này nè, thì người ta chụp hình bằng chứng cũng không có rõ ràng cho lắm, chỉ là mấy cái đoạn chat, đoạn chat cũng không có đủ để chứng minh rằng á là bên phía Đỗ Khánh Vân là người có tội trước nhá. Ok, họ thấy không các bạn, một pha chơi ngu mà bị phạt tiền, rồi xém chút nữa là bị phạt tù rồi các bạn ạ. À, 1-2 năm tù á. Cho nên mình khuyên các bạn hãy nên từ bỏ cái việc mà đi anti người khác đi. Mình không biết gì nhiều về người ta thì mình cũng đừng có bóc phốt lên làm gì, trừ khi mình có đầy đủ bằng chứng đó, đầy đủ bằng chứng mà có sự cho phép của nhiều người trong cuộc thì mình mới đăng lên nhé. Phải có sự cho phép của nhiều người trong cuộc thì mình mới đăng lên thôi. Nếu như mà vì đó là sự thật thì mình phải có đủ bằng chứng đó, đó là chứng minh rằng phía bên kia là phía làm hại mình đó, vậy thôi. Mình không có ý kiến gì mà về về bóc phốt gì cả, nhưng mà bóc phốt sao để cho nó đúng sự thật nhé, để cho người khác nhận thấy và tránh xa nó ra nhé. Và cũng phải cẩn thận với người có tiền, bởi vì sao, người có tiền nó họ có thể mua chuộc bên công an để mời người khác để làm chứng mà, để diễn mà, phải không các bạn? Đó, giống như cái trường hợp của Đỗ Hà Lý đó. Đỗ Hà Lý thì bị tịch thu tài sản, rồi với lại cũng bị người khác không liên quan gì hết mà tới đó làm chứng, ký làm chứng luôn á đó. Đó, cho nên mất công mà phải phải đi mời luật phải đi mời luật sư mà, phải không? Đó thôi, thì nói chung á là nhất á là mấy cái chuyện của gia đình á thì mình nên nói chuyện với nhau nhé. Còn mình phải nói chuyện với nhau trước đã, còn nếu như mà không thể nào xử lý được á thì mình nhờ pháp luật xử lý, và cũng đó, chứ đừng có nhất thiết mà phải đăng hình lên rồi bóc phốt lên mạng vậy được. Rồi anti anti fan Đỗ Khánh Vân, rồi anti fan người khác, ôi mình thấy mệt ghê luôn á nhá. Ok, thì ok, thì đây là và đây là mình kết thúc của chương trình Trần Đi Ca tâm sự và tin tức nha các bạn. Và mình mong là các bạn sẽ luôn ủng hộ mình với cái hướng đi mới của mình, và sẽ like, share và subscribe trên kênh của mình nhé. Ok, thì mình vừa chơi vừa mình vừa bình luận mà, để là vì mấy mấy cái cảnh mà mình đi cày á, cày để cho nhân vật của mình mạnh hơn á thì nó cũng không có cần thiết cho lắm. Nhưng mà mình vừa mới nghĩ ra một cái ý tưởng mới là mình sẽ làm về tin tức và tâm sự, nhưng mà cái cảnh á trong video sẽ là cảnh mình cày cày game nhé, và sẽ không có nhạc gì hết. Nếu như có nhạc thì mình để một ít nhạc thôi nhé. Ok, bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo nha. Bye bye.